những con số khô khan, những sự kiện gạch đầu dòng, cùng khái niệm lịch sử là môn học phụ. Những quan điểm ấy dần đã được loại bỏ khi thời gian gần đây, ngày càng có nhiều các dự án, ấn phẩm truyền thông, sản phẩm nghệ thuật được ra đời với mong muốn khơi dậy tình yêu lịch sử trong giới trẻ, đưa lịch sử thực sự chạm tới đời sống cảm xúc của thế hệ trẻ hôm nay. Thưa quý vị, hiểu biết về lịch sử dân tộc là nhu cầu của mỗi người, nhất là giới trẻ. Tuy nhiên, trong thời kỳ bùng nổ các loại hình thông tin giải trí, việc tiếp cận lịch sử trở nên khó khăn hơn nếu không có cách thức tiếp cận hiện đại và hấp dẫn. Từ đó, việc gửi làn gió mới vào những câu chuyện kể về lịch sử đang là yêu cầu quan trọng, được đông đảo công chúng và dư luận đặc biệt quan tâm. Thời gian từ những năm 2016 tới 2021, lịch sử luôn nằm trong top các môn học có điểm thi trung bình thấp nhất trong các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Từng được ngầm hiểu là một bộ môn học thuộc lòng, với những sự kiện, con số, mốc thời gian nằm trên sách, cùng hình ảnh minh họa đơn điệu, thiếu sinh động thực tế. Khó có thể tránh khỏi việc những câu chuyện trang sử hào hùng về hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước ấy của dân tộc. Lại là một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ cảm thấy nhàm chán, khô khan, dẫn đến thờ ơ. Những câu cảm thán, học lịch sử tẻ nhạt lắm, hay lịch sử to tát quá, không phải việc của mình, dần tồn tại trong suy nghĩ của không ít người trẻ thời điểm ấy. Mà nhìn từ một góc độ khác thì cái việc mình học lịch sử ấy, nó gần như là kiểu mình được trải nghiệm một cuộc sống cách đây cả nghìn năm. Em nghĩ là cái góc nhìn nó sẽ thú vị hơn nhiều so với việc là chúng ta ghi nhớ thông tin từ mấy nghìn năm trước. Thực ra là người trẻ không bao giờ chán lịch sử cả, họ không có khả năng tiếp cận tới những cái thông tin mà họ muốn. Học lịch sử là để bồi dưỡng tinh thần, thì nó cần đến từ chính bản thân mình một cách tự nhiên nhất, thay vì là mình giáo điều và ép buộc. Có thể thấy, như lẽ dĩ nhiên, tình yêu, niềm tự hào về nguồn cội, dân tộc vẫn ở đó, chảy mãi trong huyết quản của mỗi người con nước Việt. Theo tiến sĩ Đinh Đức Tiến, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với đặc thù của thế hệ sinh ra và trưởng thành trong môi trường công nghệ số 4.0 thần tốc, Gen Z hôm nay có nhu cầu tiếp cận lịch sử một cách chủ động, trực quan, đa chiều với tính ứng dụng công nghệ cao. Đó cũng là cách chúng ta trả lại cho lịch sử tính linh động, chân thực và lôi cuốn vốn có. Nếu như chỉ học sách vở thì đúng là luôn luôn tạo ra cái áp lực cho học sinh hay là cho người trẻ nói chung là họ sẽ không mong muốn, họ sẽ không thích. Thế nhưng nếu như chúng ta lại đem cái bài học đấy, chúng ta đem đến những cái viện bảo tàng, chúng ta đem đến để họ trực tiếp chứng kiến các cái hiện vật đấy, chúng ta nhận diện được ngay. Thay vì chúng ta cứ phải đọc mô tả nó ở trong sách vở không thể hiểu được, rất khó hiểu, thì đấy là một cái cách hiệu ứng rất là tương tác rất là tốt đối với học sinh cũng như sinh viên hiện nay. Trước thực tiễn đó, vậy đâu là phương thức để khơi dậy tình yêu, làm nóng sức hút của lịch sử trong đời sống những người trẻ hôm nay? Nắm bắt được tâm lý và xu hướng của thế hệ trẻ, nhiều năm trở lại đây, không ít các dự án, ấn phẩm, truyền thông đã đưa người trẻ đến gần hơn với lịch sử, được xây dựng với một diện mạo hoàn toàn mới, cả về nội dung và hình thức, nhưng vẫn giữ được những giá trị lịch sử vốn có. Ngay lập tức, những dự án mang tính đột phá trên đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng và tính lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng các bạn trẻ. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 5 vừa qua, hàng ngàn bạn trẻ đã đứng xếp hàng tại khuôn viên tòa soạn báo Nhân dân với mong muốn sở hữu cho mình một ấn phẩm báo giấy. Số báo Nhân dân đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát hành chính thức ngày 7 tháng 5 năm 2024. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên, số báo đặc biệt cả về nội dung và hình thức thể hiện ấy đã tạo ra cơn sốt trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Facebook. Trước nhu cầu tăng cao của độc giả, báo Nhân dân đã quyết định in thêm 5.000 phụ bản gửi tặng đến các độc giả trong dịp cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên, dường như vẫn là chưa đủ với sự hào hứng của các độc giả trẻ. Trở thành cơn sốt trong tuần qua, bởi lẽ bên cạnh những trang thông tin đặc biệt tóm tắt diễn tiến 56 ngày đêm chiến dịch Điện Biên Phủ anh hùng, số báo Nhân dân đặc biệt ngày 7 tháng 5 năm 2024 còn mang tới cho độc giả trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tăng cường AR và quét mã QR ngay trên bức tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ nổi tiếng.
công nghệ, một trải nghiệm hoàn toàn mới trên báo giấy, cùng tình yêu nước thường trực trong trái tim mỗi người con nước Việt. Báo Nhân dân đã từng bước đưa người trẻ đến gần hơn với lịch sử như thế. Phải từ rất lâu rồi thì em mới tiếp cận lại với việc đọc báo giấy. Em đã được nghe rất nhiều về bức tranh panorama về chiến dịch Điện Biên Phủ. Và khi được quét trên app của Nhân dân và trải nghiệm trên công nghệ thực tế ảo thì em sẽ cảm thấy hào hứng và mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử Việt Nam ạ. Với người trẻ thì họ vẫn luôn luôn có một cái lòng tự hào dân tộc. Và bây giờ làm thế nào để kể cái câu chuyện phù hợp với giới trẻ nhất? Và lần này thì chúng tôi quyết định là phát triển một chút công nghệ ở trên báo in để kết nối hai thế hệ với nhau giữa báo in truyền thống với công nghệ hiện đại. Và tôi rất mừng là Gen Z, những người trẻ và rất nhiều độc giả của báo Nhân dân đã đón nhận sản phẩm này rất là tích cực. Với các cái công nghệ truyền thông hiện đại, với các phương pháp thực hiện khác nhau, bằng những cái hiệu ứng khác nhau, thì theo tôi thì nó đã tạo nên một cái sự thành công và nó tái hiện được nhiều góc nhìn tiếp cận khác nhau về một sự kiện lịch sử. Và nó tạo một cái hiệu ứng ngay trực tiếp, chẳng hạn như là vào những cái bức tranh panorama nhưng mà lại dùng các hiệu ứng về kỹ thuật, thì rõ ràng nó tác động đến rất là mạnh mẽ đến cái gọi là cái người xem, và để họ hiểu cái sự kiện đó thông qua cái việc nghe nhìn, thông qua cái việc xem đấy, kết hợp việc đọc, thì rõ ràng lịch sử tự nhiên nó vẫn với các bạn trẻ nắm vào cái bài học của học sinh. Với sự nỗ lực, quyết tâm và sáng tạo không ngừng nghỉ của các cơ quan truyền thông, ban ngành quản lý và đặc biệt là chính mỗi cá nhân trong công cuộc làm mới, có vị trí thực sự trong đời sống giới trẻ, chúng ta tin rằng người trẻ vẫn sẽ luôn yêu quá khứ, yêu cội nguồn dân tộc theo những cách riêng của mình. Khi thế hệ trẻ của bất cứ quốc gia nào biết gìn giữ và trân trọng lịch sử, họ sẽ là những người đắp xây nên một tương lai dân tộc bền vững, thịnh vượng.